các bạn đang thấy tình hình dịch virus corona vẫn đang diễn biến phức tạp ở nước nói chung và quận Ngãi nói riêng. Có những cá nhân làm những việc rất thiết thực nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và giúp những cảnh nghèo. Hôm nay quận Ngãi online đưa tôi gặp một người bạn như vậy, xin bạn ấy làm như thế nào để giúp đỡ họ và cách bạn ấy phòng chống dịch như thế nào nha. Sự tài trợ của quý mạnh thường quân cũng như là quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước, thì 100 xuất quà được tài trợ là 100 xuất quà do các anh chị ở trong Sài Gòn và tại Quảng Ngãi thì có chị Tú Quân cũng như là anh Hoàng Quyết và các bạn nhóm thiện nguyện ở Quảng Ngãi, các anh chị đã về đây cùng chung tay để mà hỗ trợ những cái phần quà này cho các bà con nghèo tại các xã Tịnh Hà, xã Tịnh Châu, Nghĩa Phương, Tịnh An, Tịnh Khê. Trong cái đợt dịch Covid này là một tổng trị giá là 30 triệu đồng và 100 xuất quà từ các nhà hảo tâm, và trị giá là mỗi phần quà là 300.000 đồng, thì cũng rất là vui và hạnh phúc thôi. Mặc dù trong mùa Covid này nhưng mà mọi người cũng chung tay hỗ trợ một phần nào đó đến cho bà con nghèo trong cái đợt dịch này, thì rất là cảm ơn và xin tri ân tất cả tấm lòng của quý mạnh thường quân cũng như quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn tin yêu và gửi tình tài tỉnh vật về để mà hỗ trợ cho bà con nghèo ở Quảng Ngãi quê hương của mình. Bọn cái tin là bọn không có bị dịch trong người không? Bọn có sợ cái là bệnh như người ta không? Chắc chắn cái đó thì mình cũng không biết là có hay không, nhưng mà cái đầu tiên là mình phải bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là mọi người dân. Khi mình đi đến phát quà thì đoàn trong nhóm của mình cũng chuẩn bị, thứ nhất là khẩu trang, và khi đi thì mình cũng có vệ sinh cá nhân là sử dụng nước rửa tay, đó, rửa tay khô, thì đó cũng là trong những cái mà phòng bệnh của nhóm của mình, đó là phương châm cho mình và cộng đồng. Cảm ơn bạn. Covid thế nè, hiểu không? Hồi già tám mấy tuổi hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ ngược lại,
đó. Cụ bây giờ cụ giúp người ta mừng lắm rồi. Chú đâu đi thay cô? Cháu ạ, cháu ông ý ông vợ ông anh nhòa. Dạ. Có trả cô cũng có mẹ thấy chị. Dạ, con thay mặt cho những người lùm thiện nguyện vận chuyển cho cô những phần quà. Cảm ơn cô. Cháu trả đi. Cô dài nghiết thôi chứ không có cái ngày nào hơn nữa chứ. Cô ở một mình hả cô? Ở một mình thôi chứ mẹ chả thấy chị còn trong nhà có một mình thôi. Nhà cháu nó có vô nhà cô lo cho cô không? Hay là một mình cô ở đó rồi lo lắng rồi thôi? Một mình cô thôi.